Wow, căn phòng này rất là đẹp này. Wow, đây các bạn có thể thấy là những cái cánh cửa như thế này. Và mình quay gần, đây là bằng giấy, tiếng Nhật gọi là washi, tức là một cái lớp gỗ ở đây. Đó, cái này là bằng gỗ và sẽ là giấy dán vào. Như hồi xưa các bạn hay xem phim Trung Quốc á, là tức là nó là sẽ cánh cửa sẽ có giấy che hết. Nhưng mà khi mà dùng chúng ta mà tay ướt á, khi mà chúng ta ấn vào thì nó sẽ bị lủng lỗ vì là bằng giấy mà. Đây, cái này khung nhà này rất là đẹp. Mình quay xa xa cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy này. Đây là một cái biểu tượng mà ngôi nhà ở bên Nhật. Đây là toàn là bằng gỗ. Và nhìn rất là đẹp. Phải nói một ngôi nhà ở như thế này rất là mát vì là bằng gỗ ấy. Sàn cũng bằng gỗ và cái mái nhà cũng thế. Vâng, đây là một cái phòng ở trong ngôi nhà đây. Các bạn có thể thấy phải nói rất là đẹp. Và mình ở bên trong này mình cảm thấy khá là mát mẻ. Mình thấy căn phòng rất là đẹp luôn. Và căn phòng bên đây ấy, như các bạn thấy là được trải chiếu bằng tiếng Nhật gọi là tatami, tức là chiếu Nhật này. Đó, các bạn có thể thấy trong căn phòng ở Nhật đấy. Thì ở bên Nhật các bạn thấy thì các chi tiết dù là nhỏ nhưng mà thấy rất là đẹp. Ở bên Nhật thì họ chú trọng cái từng chi tiết nhỏ. Wow, đây là một cái bức tranh của người phu sĩ rất là đẹp.